Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của Vũ Lít Food. Ok, và món ăn hôm nay chúng ta sẽ review bao gồm nhum nướng mỡ hành, sam khổng lồ nướng mỡ hành. Ủa, nhìn khổng lồ vãi cả trưởng ơi, thề. Và đây là lòng đỏ trứng gà non. Và tất cả các món này sẽ được chấm với cả là muối ớt đỏ. Ủa, nhìn có vẻ cay ấy mọi người. Cái này là ớt người ta đâm luôn ấy, kết hợp với lại muối. Thực sự luôn đấy mọi người. Lần trước mình đặt một cái con sam ấy, cũng là con sam này này, mà nó rơi đâu đó tầm 120. Mà nó to lắm kìa, mình nghĩ là nó phải to gấp 2 lần đấy con này. Con này mình thấy nó bé chút xíu à các bạn ạ. Đây, nó bé chút xíu à, chắc là nó to hơn cái mặt của mình chút xíu á. Thì mình thấy là cái giá này nó hơi đắt các bạn ơi. Lần trước mình đặt một cái con mà nó tầm 120 thì nó gấp đôi con này. Con này như mình đặt 130, 140 thì mình cũng chả nhớ nữa. Đấy, thì theo như mình thấy thì con này nó hơi bé. Còn đây là món nhum 30.000 một con. Thì mình đã thấy con nhum mình thì nó lại rẻ, con này thì nó lại đắt. Còn đây là lòng đỏ trứng gà các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ ăn và review nhá. Bởi vì là dạo đây á, các bạn thấy là mình ăn không ạ? Mình chả kể chuyện gì hết. Bởi vì mình thấy là nhiều bạn cứ nói là anh ơi, anh vừa ăn vừa kể chuyện đi. Bởi vì là vừa ăn vừa kể chuyện thì nó sẽ hay hơn. Chứ anh kể chuyện sau đó anh mới ăn thì nó cứ sao sao ấy. Còn mình ấy, thì mình không có thói quen vừa ăn vừa nói nhiều ấy các bạn. Nhiều là ăn để cảm nhận món ăn ấy thì nó sẽ dễ hơn. Chứ mình vừa ăn mình vừa kể một cái câu chuyện gì đó xong tí mình quên hết tất cả. Thì gọi là mình đang làm cái này xong mình làm cái kia, làm cái này làm cái kia. Thế thành ra nó thành nhiều cái quá mọi người ạ. Cho nên là mình không có làm được. Nên là thôi bây giờ ăn thì tập trung vào vấn đề ăn thôi nha. Và mình có một cái thìa đây nè mọi người. Đấy, để mình múc cái con sam này ra để ăn. Thì cũng như là múc cái con nhum này. Thì đầu tiên thì mình sẽ ăn thử cái lòng đỏ trứng gà đấy mọi người. Lòng đỏ trứng gà non. Cái này giống mấy cái viên linh đan ở trong Tây Du Ký quá. Đây, để mình chấm với lại cái muối ớt xanh này này. Mời các bạn nha. Cơm muối ớt này ngon lắm mọi người. Trời ơi, cái món lòng đỏ trứng gà non nó ngon đấy. Trái tỏi mọi người. Món này là lòng đỏ trứng gà non trái tỏi. Trời ơi, ngon vãi. Thề. Hồi trước mình cũng có ăn đi ăn lẩu gà đấy, mình cũng ăn cái món này rồi. Mình cũng nhớ là mình ăn mình cũng thấy ngon, nhưng mà mình hôm nay mình ăn lại mình thấy nó ngon vãi trưởng. Chấm với cái muối ấy. Ủa, nhìn giống cục linh đan không anh em? Giống vôn á. Ủa, ngon. À, hình như là nó nằm ở trong buồng trứng con gà luôn hay sao các bạn. Nó không có lòng trắng, chỉ có lòng đỏ. Bởi vì hồi xưa mình có thấy mấy người ta giết gà anh em, thì ở trong người ta mổ bụng á, ở trong nó có cái mấy cái này luôn. Đấy, nghe có vẻ sợ ha, nhưng mà ăn vào thì lại thấy nó ngon. Ngon. Có thêm một ít tỏi. Tỏi khô. Cũng như là tỏi khô giống như là đậu phộng các bạn. Tóc mỡ đó. Ngon ngon, 70 thì vậy. 70 một chiếc này nha mọi người. Mời các bạn. Món này ngon. Nhưng mà 70 thì không ăn đều được. Lâu lâu ăn thì được. Trời ơi, rau răm. Ngon. Mình thấy có nhiều bạn nhận xét mình ăn cái tiếng chóp chép nó khó chịu. Nhưng mà có vài bạn thì cũng thích cái tiếng chóp chép đấy, bởi vì nó kích thích vị giác của mọi người á. Thì chắc là có bạn thích, có bạn không thích không? Mình chả chiều hết được. Thế bạn nào thích thì cứ xem nhá. Mình welcome. Bạn nào mà không thích thì mình không biết phải làm sao ấy mọi người ạ. Mình cũng xem qua rất nhiều YouTuber thấy họ ăn cũng chóp chép à. Phải gọi là cố gắng lắm ấy, và nho nhã lắm ấy. Đây là một nhà gọi là cực kỳ nho nhã luôn.
Trời mình ăn thêm một miếng tóp mỡ nữa nhau ạ. Trời nó giòn tan, béo béo anh ạ, béo béo giòn tan ở trong miệng luôn, ăn nó ngon. Được quá nhở, ăn thêm cả cái rau răm này cũng ngon. Và sao người ta cứ cho cái rau răm này đấy, mấy cái món ốc hay mấy món gừng xào ấy, người ta cứ cho ăn kèm với rau răm anh ạ. Gà nướng cũng ăn với rau răm vừa ngon, ngon vãi. Đây và món ăn tiếp theo chúng ta sẽ review đó là món nhum biển nướng mỡ hành nha mọi người. Mình sẽ đây đổ một ít muối đỏ ở đây anh em ạ, tưới vào. Đây thì thịt của cái con này nó cũng không nhiều đâu mọi người ơi. Mời mọi người nhá. Sau đi các bạn để mình ăn thêm miếng nữa đó. Ê, dưới cái mỡ này vào chua chua anh em ạ, chua chua cay cay. Đây anh em nhìn cái miếng thịt của nó trong đây nó rất là nhiều nhá, rất là nhiều luôn, nhưng mà như kiểu bùn đấy anh em ạ. Đây ui xôi, các bạn thấy không, đấy miếng thịt nơi này đấy, nó nhấp nhớp này anh em ạ, như nhìn như bùn đấy. Mình diễn tả sao nha. Nói chung là ăn nó lạ lắm anh em ạ. Mình từng ăn cái món này rồi anh em ơi, ăn sống cũng ăn rồi mà ăn chín cũng ăn rồi, nhưng mà nó lạ lắm anh em ạ, vị nó lạ lắm. Hay là cái này là bùn ta? Không không, ăn không có tí cảm giác, không ăn giống không giống đất đâu anh em, mà ăn nó lạ lắm. Nói chung là nó tan trong miệng đó mọi người, nó hơi mặn mặn chút xíu, nó tan trong miệng. Ăn nó không tanh mà cảm giác là cái vị nó lạ lắm, không biết diễn tả sao luôn đấy. Mặc dù mình ăn mấy lần rồi mà mình vẫn thấy cái vị nó lạ vậy, không diễn tả được cái vị đâu, bởi vì mình chưa ăn từng ăn cái món nào nó giống như này hết các bạn ạ. Nếu bạn nào mà muốn biết cái vị nó như nào chắc chỉ có nước là mua thử ăn thử thôi các bạn ạ, chứ nó lạ lắm. Trong đây không biết là những bạn nào đang xem cái clip này các bạn đã ăn thử cái con này chưa ta. Nó lạ kinh luôn đấy các bạn. Rồi đây tiếp theo chúng ta sẽ ăn món sam khổng lồ nướng các bạn thấy không, sam khổng lồ nướng mỡ hành đấy, thì nó cũng chỉ ăn được trên đây thôi đúng không ta, không biết là có ăn được ở dưới không. Mình sẽ tưới muối ớt đỏ lên. Hấp dẫn hấp dẫn đấy. Rồi mình sẽ múc một miếng nhá. Con này không biết có con này nó có trứng nha mọi người, phải ăn chắc giòn lắm á. Trời ơi, không có trứng anh em ạ. Không sao đâu, ăn nó bở bở. Có trứng, có trứng ngon nha. Con này cũng là một loại mà mình cũng chả biết phải diễn tả sao nữa các bạn, bởi vì cái vị của nó cũng chả giống cái vị của con gì hết. Mời mọi người nhé. Nói chung là cái vị của nó khá là lạ, nó không giống với những cái vị của loại ốc nào hết đấy các bạn đấy. Nhưng mà mình nhớ là lần trước mình có ăn một lần nữa là mình đặt về một con là 120,
nhưng bên trong nó trứng không anh em ạ, ăn nó giòn tan cái miệng luôn. Nhưng mà con này chắc là con đực hay sao á, thế nó không có trứng các bạn ạ. Có cảm giác nó có nhưng nó không được nhiều á. Đây các bạn thấy không, hình như là có trứng đúng không, nhưng mà nó bé xíu à, bé tí anh em ạ. Bây giờ nó không nhiều chứ mà ăn mua đặt về mà ăn nó nhiều dã man ngan luôn, ăn kiểu trứng ngập mồm luôn anh em ạ. Con này đa phần nó là cái gì á mình cũng chả biết nó là cái gì nữa, mà theo như mình thấy thì con này nó hơi bé anh em ạ, hơi bé và giá hơi chát chút xíu. Bên trong nó hầu như là cái này thôi. Đấy mọi người thấy không, hầu như là cái này thôi. Đấy, mỡ hành là chính, không có thịt nha mọi người. Ở quê mình á, con này nó có thịt luôn đấy mọi người. Rất là nhiều món làm từ món này, không chỉ là món nướng mỡ hành đâu, có thể xào nữa cơ. Con này có thể xào nữa mọi người. Nhưng mà con này cũng có một cái con nó khá là giống với con này, nó độc đấy mọi người. Người ta gọi nó là con soa, không phải con sam. Đấy, ăn nó độc. Nói chung là món này cũng được các bạn, không đến mức độ ngon. Lần trước mình cũng có đặt một con nó to gấp đôi con này, ăn nó ngon cực. Bởi vì là nếu quán này mình đặt mình cũng chả đặt, cũng chả có gọi là ghi tên đấy, hoặc là mình chả có tiết lộ tên của quán nên mình cũng chả sợ gì hết. Món này bình thường, món này thì ăn nó lạ lắm, không cảm nhận được. Món này thì rất là ngon các bạn ạ. Nói chung là bữa ăn hôm nay cũng khá là very good, không đến nỗi tệ. Bởi vì có món này cứu tim nha mọi người, món này gánh tim luôn. Món trứng gà này anh em, lòng đỏ trứng gà này gánh tim luôn, tuyệt vời. Ok, và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.